Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi trả lời cho một bạn đọc về một cái câu hỏi mà tôi thấy rằng nó chưa bao giờ trả lời trên cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi tạm đặt cái video có tên là Không phải là thừa kế thế vị. Thì bạn đọc có câu hỏi như thế này: cho em hỏi, bố của cháu A chết sau một ngày với bà thì A có hưởng thừa kế thế vị không? Thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp này chúng ta sẽ đi về cái đề bài. Nói chung là giống như làm bài tập vậy đó. Chúng ta làm cái đề bài, lấy cái trọng tâm là ông A. Thì ông A này chết sau mẹ ông A một ngày. Như vậy trong trường hợp này, chết sau mẹ ông A một ngày không được xem là thừa kế thế vị, nhưng vẫn được hưởng theo quy định của pháp luật, gọi là thừa kế, pháp luật về thừa kế bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi, thứ nhất chúng ta sẽ nói về thế nào là thừa kế thế vị. Theo điều 652 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng với người, hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản, thì cháu sẽ được hưởng phần di sản mà cha mẹ cháu được hưởng nếu còn sống. Ta sẽ tạm thời phân tích như thế này thôi. Con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản thì cháu sẽ được hưởng phần di sản mà cha mẹ cháu được hưởng nếu còn sống. Tôi nhớ trong cái quá trình tôi còn là sinh viên đại học thì có một cái bài thi liên quan tới cái vấn đề này. Thì tôi sẽ đặt hai cái giả thuyết để cho quý vị và các bạn xem thế nào là thừa kế thế vị. Ví dụ như bây giờ ông A vì tai nạn giao thông, ông A chết vào ngày 1 tháng 1. Thì mẹ của ông A ốm nằm liệt giường, nằm liệt giường, và sau đó bà chết sau ông A một ngày, thì được xem con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản thì má mẹ của ông A đó sẽ được, nếu trong trường hợp con của ông A yêu cầu chia di sản của bà nội để lại thì trong trường hợp này được xem là thừa kế thế vị. Tôi phân tích lại quý vị và các bạn. Ông A tai nạn giao thông chết vào ngày 1 tháng 1. Mẹ ông A vì đau buồn quá, bệnh tim chết. Cho nó hợp lý, lên cơn đau tim và chết vào ngày 2 tháng 1. Thì cái đứa con của ông A, con của ông A sẽ được hưởng thừa kế thế vị theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Con của người để lại di sản chết thì cháu sẽ được hưởng phần di sản mà đáng lẽ cha nó được hưởng, mẹ nó được hưởng. Trường hợp thứ hai tôi phân tích cho quý vị và các bạn. Cả hai, cả ông A và mẹ đều đi trên con đường và bị tai nạn giao thông. Cùng thời điểm với người để lại di sản, diễn biến tình hình hai mẹ con đi vì tai nạn giao thông mà mất cùng một ngày 1 tháng 1 thì cháu sẽ được hưởng cái phần di sản mà đáng lẽ cha nó được hưởng. Bà này bà có là tỷ phú, bà nội này có là tỷ phú, hai mẹ con chết bất đắc kỳ tử, chết cùng ngày, không xác định được giờ, được xem là chết cùng ngày. Vậy thì trong trường hợp này được xem các bạn nha, được xem là thừa kế thế vị. Nói như vậy để tóm lại cho quý vị và các bạn, thừa kế thế vị được xem trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản thì cháu sẽ được hưởng. Vậy thôi, đơn giản. Còn bạn hỏi rằng là con của người để lại di sản chết sau một ngày, trong trường hợp này dễ lắm quý vị và các bạn. Trong trường hợp này nếu khai nhận di sản thừa kế của bà, của bà nội đó, thì bà nội sẽ có tổng cộng là bao nhiêu người con. Và ví dụ như bà nội có 5 người con thì đến cái người con thứ 2
là ông A. Thì ông A sẽ, ông A đã chết thì các người con còn lại của ông A, thời điểm mở thừa kế của ông A là sau sau khi bà nội chết rồi. À, có nghĩa rằng là ông A được hưởng rồi nhưng chưa hoàn tất về mặt thủ tục. À, thưa quý vị và các bạn, với ước mong rằng từng cái góc pháp lý sẽ được luật sư phân tích theo cái cách hiểu bình dân nhất để trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. À, nếu quý vị và các bạn còn chưa hiểu về vấn đề thừa kế thế vị và thừa kế theo pháp luật thì có thể mạnh dạn gửi theo đường link ở phía dưới hoặc gửi qua cho luật sư qua cái phương tiện Facebook, YouTube hoặc là những cái phương tiện khác, Viber, những cái phương tiện nào mà quý vị và các bạn cảm thấy thoải mái. Tôi cũng cố gắng trao cho quý vị và các bạn những cái thông tin miễn phí. Bên cạnh đó có một số cái hướng dẫn về khởi kiện để cầm tay chỉ việc cho một số anh chị em. Nếu anh chị em nào cần đến những cái gói khởi kiện chia thừa kế, gói khởi kiện chia tài sản chung thì hãy quan tâm, thì hãy để lại cái đường link ở phía dưới. Chúng tôi sẽ chủ động gọi lại cho quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.